đến với kênh Chim Xinh Channel. Và ngày hôm nay chị sẽ tô màu bức tranh cát về Nobita và Shizuka theo yêu cầu nha. Ở đây chị Chim Xinh có rất là nhiều những hộp cát lấp lánh. Vì sao? Vì chị Chim Xinh đã trộn kim tuyến vào với cát. Nào, giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nhé.